Hi, và mình xin chào anh em và các bạn đã quay trở lại channel Trendly Gamer cùng tựa game Orogup. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục review ở trạng thái tiếp theo. Một cái trạng thái mà phải cấm đầu, cấm cổ, cài 2-3 ngày liền thì mới có thể đạt được không? Tại vì mình còn cài game bên kia nữa nên là không đạt được nhanh không? Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cái màn show cái trạng thái này ra cho anh em xem. Đó chính là trạng thái Tatara K1. Đó, với cái dạng này nếu mà anh em lít chuột sẽ thi triển ra những cái nắm đấm vô cùng quy lực hem. Nếu mà đụng chạm vào một bạn nào đó yếu thì như thế này đây anh em. Đó, đó. Sẽ lê lết tìm bạn nào test thử hem. Trên tìm kiếm của mình thì thấy có vài bạn đây hem. Đó, anh em thấy sau khi mà mình sử dụng cái chiêu E này đó thì sẽ có một cái hiệu ứng bốc cháy trong vòng 6 giây. Nếu mà bạn nào dính phải chiêu này thì sẽ cháy liên tục trong vòng 6 giây hem. Còn kế đến là cái chiêu R nè. R thì mình thấy mấy bạn chơi rất là nhiều rồi, nhưng mà bây giờ thì review cũng phải chơi lại cho anh em xem ha. Đó, là mình tạo ra một cái dòng lửa như thế này, coi như là mình đứng ở trong dòng lửa này, anh em nào mà vượt qua cái dòng lửa này đó thì sẽ bị gây sát thương và bị thiêu đốt, đốt cháy bên trong vòng 6 giây nha anh em. Rồi tiếp theo là cái chiêu F. Chiêu F là một chiêu tele. Đó. Nhưng mà mình sử dụng lúc đầu đó thì mình tưởng te le anh em à. Nhưng mà thực chất nó là một chiêu te le trốn chạy cũng được và một chiêu combo cũng được đó. Sau khi mà bắt phải một bạn nào đó thì nó sẽ phà lửa vào người ha. Thì anh em thấy rút máu nè. Trong vòng có 10 giây anh em ít lắm. Rút rống thôi á, hình như là mình thấy là nó fit lại hay sao rồi, mình thấy là nó cũng trong vòng từ 5 đến 6 giây anh em. Khi chụp phải bạn nào đó, nếu mà anh em canh hướng chụp cho đúng ha. Anh em nào BK thì chắc chắn là với cái hệ thống này thì đánh rất là ngon luôn, vừa có thể trốn chạy được, cũng vừa có thể chụp đối phương và thiêu đốt họ ha. Và chiêu cuối cùng. Chiêu cuối cùng là cái chiêu C. Là anh em sẽ tự thiêu đốt bản thân rồi sau đó mình chỉ cần lao vào họ như thế này thôi, đó. Cái chiêu này tương đối easy hết anh em đó, chỉ cần mình lướt theo như thế này thôi thì những bạn thá khác sẽ bị gây sát thương ha. Rồi mình có thể sử dụng đấm nè, rồi E, rồi F, rồi kết hợp theo nữa. Là phải nói là bất khả chiến bại rồi anh em. Đó nè, chẳng hạn như bạn này nè, mình sẽ dí theo bạn đó ha. Đó, mình chỉ cần dí theo như thế này, đó, mình lướt qua. Là bạn đó mất máu rồi, chỉ cần mình đụng đúng bạn đó mất máu. Mình chưa sử dụng những cái chiêu mà có liên quan đến thiêu đốt nha anh em. Đó, nhà mình chơi vô đi. Mình tắt xê rồi. Nè mình lướt cái mình ép. Đó, mình bật lên, mình e đồ các kiểu là mình lướt, ép. Đó. Đấy. Cũng đỉnh lắm chứ bộ anh em. Tại vì cái chiêu R nó combo quá rộng nha anh em. Nên đã hay không? Đã hay không? Rồi bây giờ đi kiếm cứu đánh thử à. Kiếm cứu đánh thử à, sẵn đổi màu luôn anh em à. Mình xài màu đen tuy nó quý hiếm thiệt nhưng mà thôi. Đổi màu đi ha. Màu đen này chỉ dạng đen phay thôi. Mình là xài đồ chính hãng, không xài đồ phay. Rồi mình sẽ đổi một cái màu mới cho nó đẹp đẹp tí nha anh em. Cái màu này lên người ta ra chì màu quá. Lên gì đen thui trắng nhách vậy không được. Không được à, quá chìm ha. Giờ đổi màu đi. 15 rubet. Mình sẽ đổi một cái màu ngẫu nhiên ha, không giữ màu đó nữa. Để coi xem coi. Nó rao phải vậy. Đó. Ngầu chưa anh em mà thôi. Mình làm một phát nữa em. Mình đổi một phát nữa đi. Bây giờ mình sẽ random thêm một cái màu mới nữa. Rồi, bây giờ màu nào cũng sẽ giữ nha anh em. Rồi vậy đi. Màu dạng trắng cam. Rồi xài chiêu thử à. Đó. Ngọn lửa nó màu cam, ngọn lửa màu đỏ kìa mới ngầu anh em à. Đúng màu đỏ mới ngầu lòi em. Đã gốc. Dám giật cái tara của mình. Đó. Thiêu đốt liền. Thiêu đốt trong vòng 6 giây đó. Bạn đó chạy đâu cũng bị mất máu phải không. Wow. Nhanh gọn lẹ. Ghê. Ghê quá ta thôi. Những nhân vật ghê như thế này mình phải Ali vào anh em à. Chứ máy là người thiệt hại là mình đây. Ali vô. Đó.
Đó, như thế này. Rồi, ok. Ngon lành. Đi thôi. Tốt. 705 triệu yên. Cái này à, mua dư cái vũ khí ở bên thợ săn ngạ quỷ rồi anh em, nhưng mà chuyển tiền qua không được thôi ha. Đây. Mình có chiêu ép nè, mình tận dụng chiêu ép mình lướt đi cho lẻ. Thôi thôi thôi, bự bự quá, bự quá, bự quá. Vô nhận nhiệm vụ, trả nhiệm vụ không được gì hết à. Đó, nhận cái nhiệm vụ nè, 19 con ha, trả cái nhiệm vụ nữa nè. 20 phút, 20 phút, 2 phút nữa mới trả được. Thì với cái điểm rep hiện tại của mình thì mình trả một cái là 20 triệu đó anh em. 20 triệu yên ha. Canh 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 2 tiếng vô một lần là giàu, giàu to. Thiếu đốt. Đó, mình bật C lên đi cho nó có ngọn lửa hộ thể mình thấy không? Rồi bấm F mình chụp nữa. Đồ cúc, đồ cúc. Chiến cuồng gì ghê vậy? Đây. Ai đi ngang mà bị mất máu thì mình vẫn chưa ali ha, nhưng mà hình như là mình ali vô hết rồi. Mà cái màu này nghe không ổn, bỏ thêm 15 rubles ra nữa đi anh em à. Màu này là không xong rồi. Màu này cũng nổi trong đêm tối á, nhưng mà không ngon. Màu đỏ kìa, mất chất. Vô làm bậy cái màu nữa ha anh em. Rồi rồi giờ màu nào cũng lấy nè. Tạ gốc. Ê ê ê ê, mình thấy cái con quái thú chiến cuồng gì nè anh em, hình như là cái đuôi này là của Noro nè. Rồi vậy đi. Ta ra đổi màu liên tục. Ừ đúng rồi, cái đuôi này của Noro này anh em thấy nó đù 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 vậy thôi, chứ nó được giảm sát thương á 30-40% gì đó, chứ không vỡn đâu. Vẻ khổ đó. Trâu quá anh em ơi, trâu quá. Con đó cực kỳ trâu bò luôn. Trâu quá, trâu quá. Hiểu đốn đó. Không si dê, trời cú. Cú già. Ôi cha. Lửa đâu, thiêu đốt. Ô cái con này. Đâu mình đứng vô kìa. Hô nó trâu. Trâu bò thì chứ. Ê cha. Ai à? Ai dám dám đánh lén mình vậy? Lên tiêu diệt. C. Ngọn lửa phòng hộ. Ép rinh. Rinh đậu lên thiêu đốt. Ô, trâu quá, trâu quá. Thiêu đốt vậy. Điên đầu điên ngóc. Vãi cái con này. Mình nghĩ là có cái đuôi của Noro mà luyện được cái con này là chắc cũng tầm trên 10 triệu đó anh em. Tại vì mình thấy ít bạn đu Noro mà xài được cái dạng này lắm. Có thể là cái dạng này nó combo nó đủ á anh em. Anh em muốn xài dạng này, anh em thường thường là ở cái dạng Takika không à. K1, K2, hoặc là anh em ở cái dạng Eto, hoặc là Tara này nè. Còn ở bên thợ săn ngạo quỷ thì chắc chắn là anh em xài cái dạng mà cái thanh kiếm mà 400 triệu yên là chắc chắn trăm trăm à. Mình thấy anh em quý cây đéo lắm. Để tương lai mình farm xong bên đây mình qua bển coi cái kiếm 400 triệu yên cái gì mà cái ghê mà anh em đùng đại đùng đón nó lên dữ à. Cái kiếm cũng có gì đâu, cũng bình thường à. Cái kiếm đó mà rơi rơi vào tay mấy bạn mạnh thì chắc chắn là sẽ mạnh luôn. Còn rơi vào tay mình chắc mình nghĩ cây kiếm đó nó chắc là đồ phế vật quá anh em. Lửa đâu? Thiêu đốt nó. À. Thôi cái con này. Bẻ cổ liền. Thôi đè quýnh con đó. Con đó quýnh lợi đó anh em. Chứ con đó chắc chắn là có chiêu chứ mạnh đù ha. Bự quá đó. Cái thay bự dễ dễ canh lắm anh em ơi. Đó, hút vô linh hồn của nó. Để coi coi.
Có con cú ở đây không xuất hiện ta. Có con cú đập chơi anh em. Con cú quém cú mà đập không cha. Ủa sao sao mình đi mình quýnh quá trời quá đất, giờ mình còn miếng máu nè, có người ta ra nữa kìa. Ở đây đi kiếm con cú. Đi kiếm con cú nào. Reset reset reset. Chuyển qua đây. Đó. Không có con cú. Rồi cũng có người ta ra đây. Trời ơi, người ta ra nhiều thế. Ui 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 ui. Cái gì vậy ông nội? Ghê vậy. Ui chà. Trời ơi. Mình ép một cái nữa là bọn nó chết rồi. Chứ tại tại bọn đó quýnh mình nửa cây rồi, bước bước vào đây nữa nè. Bước vô đây. Lúc nãy tại biến thành cái đuôi dạng một cái bấm lộn á, cái quất mình hơn nửa cây rồi. Còn gì nữa trời, giờ bước vô đây. Xê hổ thể liền. Đâu rồi, sực sực đâu rồi. Đó anh em thấy bây giờ mấy bạn đó cũng đâu có cắt mình một phát chết liền. Cũng dữ dội rồi. Farm từ từ lên lên level 2000 là được à. Mà lo nâng điểm đuôi quá anh em à. Điểm đuôi nâng cao quá. Nâng có 2500 rồi, còn 2 điểm 2500 rồi. Cái này anh em bảo là phải nâng lên 2200 hoặc 2500. Rồi 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 để mình coi mình nâng ha. Bạn này đang farm, ừ để cho nó đứng farm đi. Cái màu đỏ bên ngoài rồi màu xanh xanh dương ở trong nữa chứ, độc thiệt chứ. Đúng nó chói lọ chói lè luôn đó anh em. Giờ đi farm hoàn thành xong cái vụ đi ha. Con cú nó không có ra ở đây chứ. Kè 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 con Noro quýnh lộn bển kìa. Quýnh lộn âm đùng bển. Giờ ở đây toàn toàn là mấy bạn đỉnh cao cao cấp không à. Mấy dạng này cài cũng rác nú lắm nha anh em. Giỡn đâu bạn nào chịu cài mới cài được á. Cái game này á nó cài khó hơn là ở bên cái ADB Fighting Simulator là cái điểm RC. Còn anh em cài cấp á hả thì anh em cũng treo được, anh em chỉ cần bật auto lit anh em treo là ok. Treo ngay chỗ cái con Algiri á hoặc là mấy thợ săn ngạ quỷ đó thì ok. Nhưng mà về cái luyện điểm RC đó mà anh em treo như vậy thì nó lên chậm lắm. Anh em phải ép buộc là đi đánh con cú. Cứ 5 phút anh em đánh lần, 5 phút anh em đánh một lần. Mà từ tối giờ mình canh, mình me, mình đánh là mới lên được bao nhiêu đây. Cũng 5-6 tiếng đồng hồ đó anh em. Mình không biết là anh em farm 7 triệu bao nhiêu chứ mình á. Thì cái thời gian chính xác để mình tính toán á là 5 tiếng mấy, gần 6 tiếng. Mình vừa xem phim ở bên màn hình bên đây mà vừa farm bên đây. Đó bật phim nào có lồng tiếng nha, chứ việc sub là đọc không có kịp đâu. Lồng tiếng thì mình còn nghe mình hiểu cốt truyện để mình farm thấy không. Rồi để bây giờ mình đi farm thêm vài con Aokiri nữa để cho nó đủ nhiệm vụ luôn anh em à. Với đẳng cấp này thì giảng về để hạ một con Aokiri mà lúc trước nó hà hiếp mình. Giờ mình lại sát bên là nó cũng đủ chết rồi. Trời ơi ơi. Rút máu mình anh em thấy chưa? Cái chiêu của con Tatara rút máu cỡ đó đó. Tại mình nâng máu ít quá. Đây kìa, lứ mình rồi kìa. Ồ, ghê ta. Bạn muốn chiến chứ gì? Muốn chiến thì bước vào đây. Vô đây. Đâu mà chạy đâu à? Đó, con Tatara đó kìa anh em. Nó giỡn mặt kìa. Ở đây là toàn là anh em của Trendly không nha. 500 anh em á, anh em nhắm nhắm nổi không? Dạng nào cũng có hết. Mình không phải là trend một hit nữa. Anh em cứ đè anh em dí anh em đánh mình thì những bạn khác sẽ dí đánh anh em. Đó, người ta ra đó kìa anh em. Vô đây. Mình không phải là một hit nữa đó. Đó tập đoàn của mình đây nè. 500 anh em. Đâu rồi? Bạn kia đâu rồi? Chắc bạn kia
Di chuyển đâu rồi anh em? Kìa 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 kìa. Chắc vừa mới ra cái bạn này ở cái dạng Takika cắt rồi. Nè, đứng sau nè đó, bước vô đây. Nè, cái đội hình nè. Làm gì mà dám ra đây nộ. Chơi hai của ta ra trúng lụm trọng luôn. Anh em làm quá. Rồi á. Ăn thiếp. Ý, cứu 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 cứu. Quất 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 quất. Ui cha. Ôi, cái con Noro nó mạnh anh em. Đâu có yếu đâu. Thấy bạn đó xài chiêu vô mạnh lắm á. Rồi 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 rồi. Có được cái đuôi mình ao ước rồi nha. Mình sẽ mua đuôi dẫn đó. Mình sẽ mua đuôi dẫn đó xài ha. Mình khoái cái đuôi Noro đó rồi đó. Lúc trước mình mua rồi. Mà ngặt nổi đó là cái điểm RC nó chua quá. Mình cũng không nhớ là bao nhiêu, nhưng mà mình biết là chắc lắm, nên là không dám mua xài anh em à. Còn bây giờ đánh được Eto rồi, mình cho đó, cho chậm chậm nhất là 4 ngày á, chậm đi, farm từ từ từ, không farm bán sống bán chết nữa ha. 4 ngày là dư thời gian để mình farm lên được cái trạng thái Noro như bạn này nè, 4 ngày. Nếu mà mình có cái đuôi Noro thì 4 ngày thiệt đó anh em à. Thôi được rồi, video ngày hôm nay thì mình nghĩ là nên kết thúc tại đây được nha anh em. Thì trước khi kết thúc show chiêu lại cho anh em xem ha. Thì cơ bản anh em lên được cái Tara này đó, thì anh em sẽ có những cái màn đấm bóp giác hư nè. À, tẩn bạn nào yếu hay không thì một đấm hay đấm là lên đường à. Còn riêng về những chiêu combo á, gồm cái chiêu E nè đó, cái đấm lửa này nếu mà đụng trúng phải bạn nào á, anh em canh hướng anh em phun chuẩn á, thì sẽ gây thiêu đốt 6 giây. Cái chiêu R này cũng vậy đó, bạn nào sẽ vượt qua đám lửa như thế này sẽ bị gây thiêu đốt 6 giây ha, nếu mà không ali. Rồi chiêu F, chiêu F thì giống như một chiêu tay le, nhưng mà thật sự là nó có thể chụp một bạn và thiêu đốt ha. Đó đó, chụp như thế này nè đó, sau đó thiêu đốt. Rồi kế đến là chiêu C, thì các bạn bật thì nó sẽ có cái đám lửa sẽ hỗ trợ mấy bạn, coi như là bạn tự thiêu đốt bản thân á. Sau đó canh một kẻ địch nào đó ở trước mắt, thì các bạn chỉ cần đi thẳng rồi sau đó là lủi về hướng của những địch thủ mà các bạn chuẩn bị hạ sát thêm. Còn mà họ mạnh quá đó thì mình nghĩ là bạn nên trốn trước. Còn mà thấy địch thủ yếu đó thì bạn bật C lên, cắm đầu cắm cổ tiến thẳng lao vào. Đó thì bạn sẽ đứng như thế này và gây thiêu đốt. Đó, nhưng mà tại vì bạn này trâu quá nên là rút rút quà cũng chết, chứ bạn nào mà yếu thì bạn lướt lại cái đứng là rút máu chết ngay đấy. Em thấy không? Nhanh gọn lẹ. Rồi tính chiêu C này kết hợp với chiêu R nữa thì chắc chắn là bạn giết không biết là bao nhiêu mạng, kết hợp với kỹ năng nữa ha. Mình thì kỹ năng là không có rồi. Rồi, mình nghĩ là video ngày hôm nay thì mình sẽ tạm kết thúc tại đây em. Thì cũng chân thành cảm ơn anh em và bạn đã hỗ trợ mình trong video lần này, và cũng cảm ơn rất nhiều anh em đã bỏ mất thời gian ra theo dõi video. Và hẹn gặp anh em và bạn trong video lần sau và kế tiếp nha. Bye bye và hẹn gặp lại.